Chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cách để tạo cái hình đại diện của dự án. Hôm nay chúng ta sẽ xem một cách tạo. Chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp một là tạo một cái file ảnh đặt tên là thumbnail cho vào trong mô hình của dự án. Thứ hai, dùng những screenshot. Chúng ta sẽ đi vào cách đầu tiên. Chúng ta sẽ tải một cái hình ảnh nào đó trên Google xuống. Ở đây chúng ta sẽ gọi từ khóa là ảnh đẹp Việt Nam 4K luôn các bạn nhé. Tôi sẽ lấy một hình ảnh của một cái núi ruộng bậc thang. Tôi CSS và dùng phần mềm Sleeping Tool. Tôi chụp một cái góc vùng của cái bức ảnh. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Sleeping Tool để xếp vào thành một cái file PNG, bởi vì file tải xuống là file JPG. Chúng ta đặt tên là thumbnail .png. Chúng ta sẽ xếp thumbnail .png. Sau đó các bạn sẽ copy cái file này vào trong cái thư mục của dự án các bạn nhé. Chúng ta sẽ copy thẳng vào trong thư mục của dự án. Máy tính của tôi là Windows 11 cho nên giao diện nó cũng hơi khác một chút so với Windows 10. Các bạn copy và paste thẳng vào trong cái thư mục của dự án, model folder. Sau đó chúng ta sẽ test. Chúng ta sẽ kích qua kích lại một hai lần. Như vậy là hình đại diện của dự án đã được cập nhật. Với cách đầu tiên là tạo một cái file ảnh. Chúng ta sẽ sang cách thứ hai là cách tạo lệnh, tạo cái hình đại diện bằng lệnh screenshot. Chúng ta sẽ mở cái dự án đã có hình đại diện rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái góc nhìn cho nó phù hợp. Ở đây tôi sẽ ẩn cái hệ lưới của View ID. Chúng ta sẽ vào Tab View. Ở Tab View chúng ta sẽ vào lệnh Screenshot. Chúng ta chọn lệnh Project Thumbnail. Chúng ta pick vào một điểm. Như vậy là sau đó pick vào Save để đổi hình đại diện. Các bạn sẽ chọn Open. Như vậy là hình đại diện của dự án đã được cập nhật. Rất là dễ dàng. Chúc các bạn thành công nhé.